Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em đến hãng Toilet Cừ mua hộ cho anh ở Việt Nam, nhờ mua cặp lớp vỏ không ruột cho niềm Campanolo. Sẵn đây em quay cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem ở hãng hiện đang có những mẫu xe Toilet Cừ này ạ. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu cần đặt xe mới, thì xin liên hệ em qua Zalo. Em đến tại hãng này đặt cho quý cô chú, anh chị và các bạn luôn được ạ. Dạ, còn bây giờ em xin quay chiếc này gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo ạ. Hình như chiếc Toilet Cừ này là sử dụng đa địa hình thì phải. Bộ rúp SRAM Mư. Thay có rúp điện là đắt tiền ghê hồn luôn. Giá hàng số nhỏ ở bên dưới là bao gồm thuế luôn. Tầm khoảng 263 triệu. Nhìn xe rất to, nhưng trọng lượng nặng chỉ có 8,45 kg mà. 1 x 12. Chiếc này có size từ 49 đến 61 ạ. Cụ đề SRAM Mư điện. Rúp điện thì giá đắt tiền ghê hồn luôn. Cũng có một chiếc nữa, nhưng bộ rúp cơ. Giá rẻ tiền hơn một chút ạ. Dạ, còn đây là lớp xe vỏ không ruột cho niền Campagnolo 28 x 25. Cặp này giá bán một cái là 4 triệu 500, một cặp là 9 triệu ạ. Lớp này của Romani, của Đức. Hai mươi tám nhân 25, lớp của Đức sản xuất. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu cần đặt lớp xe hoặc đặt xe Toilet Cừ mới thì xin liên hệ em qua Zalo ạ. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.